à? Đợt này ở trong mạng cũng có cột điện à? À quên, cột anten à? Nói xấu gì đấy? Đợt này ở trong trang trại cũng có cột anten à? Sao lại có mạng? Có gì? Nhìn nè. Đây này có cột. Đâu này? Cột anten to luôn đấy. Anh ở đâu đây? Ở trang trại mới. Là chỗ nào? Chỗ này em chưa biết đâu. Kín lắm, kín lắm. Có cái rễ cây gì dài thế nhở? Cây này cây sâm. Ôi rễ dài nhở. Cây nuôi mà, đấy, thấy không? Đi rồi, này. Để ông nào gửi cho mấy cái mũ cao bồi nữa xuống. Ở trên này âm u lắm, ở dưới đấy còn nắng, này âm u á. Dưới này đang tầm nền. Rồi, Mama Freddy đang nấu ăn các bạn. Ui, các bạn đá hình nhanh thật đấy. Nhận ra luôn nhỉ. Sắp tới đất đó trồng cây gì anh Quý? Đất này á, đất này cũng chưa biết trồng cây gì, nuôi con gì đây. Cứ làm thế đã. Thứ quan trọng nhất là cái khâu quan trọng nhất là khai hoang các bạn ạ. Để mà khai hoang thành công xong thì trồng cái gì cũng được, chứ còn khai hoang mà không thành công là hoang luôn. Trồng ở trong này nó khô khô hết cả người rồi. Lẻ nhờ, nhìn mặt lẻ đét. Nói chung là tàn tà đấy. Tàn rồi, tàn rồi thì phải bón chất dinh dưỡng mà đi. Có 15 héc này chứ, hay là trong thôn riêng nhỉ? Thôi, trong thôn riêng lâu lắm, lỡ thu hoạch á. Kéo khi đến đời thằng chú Ti ấy. Chú Ti là học trong mấy cây gì mà thôi. Trong mấy cây gì mà kiểu ăn sống không được, ăn trực tiếp không được, cái trong trong sâu sang Quang Linh ăn hết đấy. Ôi đang trên live đấy, nói biết xin các bạn. 5 năm còn trải. Không, mình nói đấy chứ, nói liên quan đến ấy đâu, ở nhà đâu mọi người nhá, đừng tập cút lên chết mình đây. Ngày mai là thấy mình nổi lên bệnh đấy là chết đấy. Đây, đây, đây. Anh em mình chỉ có trồng ngô thôi, trồng ngô thôi. À. Hôm nào khánh thành trang trại mới xuống dự lễ khánh thành nhá. Ô, tôi tưởng là lên trên này tổ chức sinh nhật. Sinh nhật đâu, sinh nhật sinh nhùng gì, tầm này. Tầm này đi làm bục hết cả mặt này. Thôi để đợi năm sau, 22 năm tổ chức một lần, đợi năm sau đi. Bây giờ nhà có hai ông anh đã chung một tổ chức, chung một ngày sinh nhật rồi. Là cái chi phí nó đã giảm đi được một nửa rồi. Thế mà này còn để đợi đến sang năm nữa. Thế 2 năm làm một lần. Chứ giờ mà làm thì thứ nhất là việc nhiều quá không đi được. Thứ hai là tốn kém lắm. Bạn vào đây cứ sầu với cả xiết. Bây giờ mình nói về tương lai đi các bạn ơi. Sầu việc là quá khứ rồi, bỏ qua đi. Nghĩ đến sầu đó, sầu. Đang nói chuyện vui lại sầu thêm.
mai làm cái MV rapper xấu xấu xấu. Đang vui đừng có sầu, đừng nhớ đừng có thương, nhưng mà mệt lắm các bạn. Thôi. 12 tháng 9 tổ chức đi đảo phát nhỉ? Cho anh em trong team đi ra biển phát nhỉ? Đi chưa? Đây giờ anh em toàn xa bờ hết rồi, đảo gì nữa? Cũng gì? Cũng luộc á? Không. Cũng luộc đấy. Hay mình luộc lên mình chơi đôi anh. Lấy ở đâu đây? Không biết, ở gốc cây. Ui, có quả trứng ở gốc cây này. Chắc là ai mới rụng trứng ở đây đấy. Hay là trứng rắn này thôi, chết đấy. Ừ, nhìn giống phết đấy, nhìn giống trứng chăn đấy. Giống trứng gà. Phết đi. Thế gì, ô vui kìa. Ui, giời, ông Đức Anh, ông lại ngồi đâu, ông lại lại nhảy được ở đâu rồi. Thế gì nói ô vui để gà ly nha. Anh dặn em rồi. Gà ly nha, đem mắt tủ. Mắt đi. Ra đời là không được mang theo cái tính tắt mắt đấy nữa. Anh dạy này, trứng ấy các bạn là trứng trứng gà rừng thì phải, không phải trứng bé na đâu. Nhưng mà sao nó méo thế? Nghe méo này. Anh ơi để em luộc rồi, anh với em chia đôi. Thôi, thôi, thôi. Hả? Thôi, không ăn đâu. Đây trứng gì? Thôi em ăn một mình đi. Mà trứng này nhìn cảm giác cái vỏ nó dày. Nó nặng, nó đặc nặng rồi, nó đặc lắm, nó đặc lắm. Dày lắm. Dày lắm. Nhìn cái vỏ nó biết không phải trứng gà rồi. Em chỉ đùa thôi. Em vừa nhảy ở chỗ nào thì đặt luôn vị trí đấy đi. Em chỉ đùa thôi. Đùa. Hay là xuống dưới này sinh nhật. Hay là xuống dưới này sinh nhật. Mời kéo nhỉ. Mời xuống ăn sinh nhật thì mình phải mua đồ xuống này. Giờ không à, làm tầm 20 ký hải sản thì hơi kéo ra đấy. Gì hạt bài đi em à? Ờ, đẹp như hôm nay. Không, trứng này bé lắm, mình không dám ăn đâu. Không biết trứng gì cả. Không xem nhà Đức Anh vườn rộng thật. Nhá. Nhà Đức Anh cò bay mỏi cánh cơ mà. À. Đâu. Nhưng mà cò bay mỏi cánh này. Còn được không? Thì nó bay cả ngày đến nhà em rồi chẳng mỏi cánh. Quyết định nào mình đấy? Quyết định nào mình đấy? Mình đang ở ngoài trang trại mới các bạn ạ. Không chưa về được. Ở đây làm lúc nào tối mới về. Có xem nhé. Hôm qua thì máy cày nó bị lún đến 8 giờ tối mới về. 8 giờ tối máy cày mới lên được. Tí nữa thì phải ngủ ở ngoài vườn, ngoài trang trại mới. Tí nữa phải ngủ ngoài rừng. Được đấy. Kiếm tạm một dê. Xuống đi, hiểu rồi, xuống đây. Đến là đón. Đợt này đang áp lực cuộc sống. Cần vòng tay che chở của anh trai quý. Xuống đây. Đây anh vỗ về cho em. Với anh trai đông nữa. Còn thêm anh trai ngợi. Thiết. Anh trai Linh Philip. Ca sinh nhật của em đâu anh? Ở đấy. Vừa anh kêu là chuẩn bị cho em à? Thì anh nói là anh chuẩn bị chứ anh đã xuống đâu mà em hỏi. Hỏi Đức Anh có mất Đức tâm của anh. Đức Anh hôm trước sinh nhật Đức Anh. Thế là bình thường nếu mà ngồi ăn những người bữa ăn bình thường ấy là cầu ngồi đầu xa tít. Cách đấy. Anh đông với anh quý xa lắm. Đấy. Hôm sinh nhật. Hôm sinh nhật cho vào ngồi chính giữa bầy hoang sói. Ui giời. Hai con hổ ngồi giữa hai con hổ mà. Ngồi xong là được một tí, được mấy nửa đường là thôi. Đâu phải à? Đâu đâu? Phải đi, nhanh đồ, nhanh. Đồ đồng đây rồi, đâu? Trời hết rồi. Cái gì? Đâu phải, đâu phải. Vậy. Em anh quý là đây rồi. Anh quý bay rồi, anh quý bay rồi.
Tự nhiên gió mạnh đấy. Anh thấy em đánh trống lảng có chuyện hay không? Trống lảng thì lốc xoáy thật. Ở dưới này đợt này lốc xoáy nhiều lắm. Thế anh mới cả Đức Anh đi trước khi đi làm phải đút vào túi mấy một ít xoáy, ít đá. Anh cột hai cục sắt hai bên lưng quần đây này, còn lũng lai đây gì đừng nói đã. Tốt nhất là anh cứ đi cùng với cả con bò ấy. Anh với cả Đức Anh ấy. Mỗi anh em đi là lấy cái dây thừng buộc vào con bò xong buộc vào eo mình ấy. À mà đúng rồi, làm đi mà xuống mà đưa bầy thỏ về đến dần bầy thỏ về đến thủ đô đi. Không là để ít bữa nữa là toang hết đấy. Để vài bữa là không còn con nào đâu anh ơi, em đang ăn dần rồi. Anh em xem nó to to rồi thì bán lên trên này kiếm ít tiền trả lương cho bà con. Hôm qua cháy tỏi rồi. Kèo hôm qua, mình chơi xong mình phải chạy ra ngoài đất đấy. Máy không lên được, cho nên là phải đi luôn, không có thời gian mọi người ạ. Quay đi. Tí nữa quay lại nhá. Đi đâu đây? Đi quay cái. Đâu, quay cho xem nào, quay cho xem có gì hay ở đấy mà. Đồ lắm rồi. Có gì đâu. Tí nữa đợi tí. Đợi 5 phút nha. Ok.